Thank you.
Bỏ nào kể đi. Chị mua cà chuông 5.000 cân. Mấy cái khăn nó nâu như bọn tôi là làm thì biết là con phát đồng rồi. Là nâu nó phải chạy là rồi nó họ bán nó bán không được họ không dám mua cháu phải ăn đâu cuối tuần lẩu tảo chung ngày nấu nó bỏ không gọi là phải là kiêng đúng cái này về cho cũng ra thì nó muối vào có 10.000 đến 15.000 cân đó nhiều lắm. Nhưng mà gần rửa vài muối cho nó cũng đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người xấu. Cái này phải đặt ở dưới Hà Nội đấy. Cái này thì bao nhiêu chú? 50.000. 50.000 ạ. Đây, đi mẹ uống sữa nha, nào đi mẹ ăn sữa nha. Đây 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 đây. Đi lấy cỏ ăn nha.
ăn lá đi con. Đi.
nó mới được ấm này. Yeah.